Rất nhiều người Mỹ e sợ phe chủ nghĩa toàn cầu. Nhưng chính xác thì đó là gì? Và tại sao người ta lại phản đối chủ nghĩa toàn cầu? Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ, tôi là Gustavo. Tùy thuộc ngõ ngách nào trên Internet bạn hay sục sạo, bạn có lẽ nghe được những điều khác nhau về thuật ngữ chủ nghĩa toàn cầu. Với một số người thì đó là trật tự xã hội chủ nghĩa mới, hay chỉ là một thuyết âm mưu cực hữu, hay một xu hướng trên Instagram. Giá trị toàn cầu là giá trị nông thôn mới. Với một số người, chủ nghĩa toàn cầu là điều tốt, với người khác thì lại là xấu xa, ý như Instagram vậy. Vậy chủ nghĩa toàn cầu là gì? Chủ nghĩa toàn cầu thường hay bị nhầm lẫn với toàn cầu hóa. Toàn cầu hóa là một quá trình kinh tế, là quá trình các quốc gia tương tác thông qua trao đổi công nghệ, hàng hóa, thông tin và công việc. Quá trình toàn cầu hóa chắc chắn có cả ưu và nhược, nhưng đó không phải là chủ đề của hôm nay. Nhưng chủ nghĩa toàn cầu không phải là một quá trình kinh tế, mà là một hệ tư tưởng. Hệ tư tưởng của chủ nghĩa toàn cầu cổ suý ý tưởng rằng tất cả mọi người là công dân của một thế giới hơn là một quốc gia. Trong hình thức cực đoan nhất, sẽ không có rào cản với nhập cư và không có phân biệt các nhóm người dựa trên quốc tịch. Các tổ chức chính phủ cấp quốc tế sẽ quyền lực hơn các chính phủ đơn lẻ. Một số người nói rằng như thế cuối cùng sẽ dẫn tới một chính phủ thế giới thống nhất. Người tin vào chủ nghĩa toàn cầu được gọi là người theo chủ nghĩa toàn cầu. Người ta sử dụng thuật ngữ người theo chủ nghĩa toàn cầu thường là với ý chê bai. Ví dụ, cựu Tổng thống Trump đã sử dụng thuật ngữ này khi nói về chuyển công việc ra nước ngoài, mở cửa biên giới hay duy trì các cuộc chiến không hồi kết. Tương lai không thuộc về người theo chủ nghĩa toàn cầu. Tương lai thuộc về người yêu nước. Thuật ngữ người theo chủ nghĩa toàn cầu thường được dùng bởi phe bảo thủ để chỉ trích giới lãnh đạo cánh tả mà họ cho là đặt lợi ích của người và quốc gia khác lên trên lợi ích của người dân và đất nước Mỹ. Trái lại, phe tự do cáo buộc phe bảo thủ cổ suý chủ nghĩa cô lập, tức là một quốc gia tự cô lập bản thân khỏi phần còn lại của thế giới, hay còn gọi là điều mà ai cũng làm trong năm 2020. Ta biết mọi chuyện rất tệ khi thay vì gặp gỡ trực tiếp, Liên Hợp Quốc gặp mặt trên trò Animal Crossing. Mặc dù cố tình hay không, phe tự do thường gộp chủ nghĩa toàn cầu, vốn là ý tưởng về một chính phủ thống nhất toàn cầu và không biên giới, với toàn cầu hóa, vốn là sự phụ thuộc lẫn nhau về kinh tế giữa các quốc gia. Phe tự do cũng cho rằng cụm từ người theo chủ nghĩa toàn cầu thực ra là bài Do Thái. Nhưng thuật ngữ này xuất phát từ ý tưởng liên quan tới người Do Thái. Những người được cho không đặt lòng trung thành với quê hương như Hoa Kỳ, mà là với một thuyết âm mưu toàn cầu nào đó, đó là nguồn gốc của thuật ngữ này. Thuật ngữ người theo chủ nghĩa toàn cầu mang đầy lòng căm thù và chúng ta nên nhìn nhận cho đúng. Nhưng thuật ngữ người theo chủ nghĩa toàn cầu mà phe cánh hữu dùng chẳng liên quan gì tới người Do Thái. Tôi sẽ giải thích sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Khi người ta nói một người theo chủ nghĩa toàn cầu, ý họ là chỉ những người mang hai mục tiêu chính. Đầu tiên là ra quyết định tập thể. Người theo chủ nghĩa toàn cầu xem thế giới là tập hợp của một nhóm lớn người, hơn là một nhóm được phân chia theo quốc gia. Một số người cho rằng cần phải có nhiều quyết định mang tính tập thể hơn, vì theo Diễn đàn Kinh tế Thế giới, các vấn đề toàn cầu cần những giải pháp mang tính toàn cầu. Họ lập luận rằng sự phức tạp của các vấn đề toàn cầu là quá lớn để bất cứ bên nào có thể đơn phương giải quyết. Đó là lý do người theo chủ nghĩa toàn cầu thúc đẩy cái gọi là luật pháp toàn cầu. Ý tưởng cho rằng một chính quyền cấp cao hơn có thể và nên vượt quyền các chính phủ quốc gia thành viên, yêu cầu các chính phủ, các công ty và các tổ chức đặt luật pháp quốc tế cao hơn lợi ích của riêng bản thân họ. Cần phải có người chế ngự những tổ chức xuyên quốc gia này, như Krispy Kreme chẳng hạn. Đừng có đánh vần mọi thứ bằng chữ K nữa, điều đó chắc chắn là phạm pháp. Luật pháp toàn cầu có thể là điều tốt nếu như có những luật pháp quốc tế ngăn chặn các quốc gia bức hại công dân nước họ. Nhưng như chúng ta đang thấy, hết lần này tới lần khác, các chế độ chuyên chế thường phớt lờ những quy định cấp quốc tế mà họ không thích. Như Trung Quốc, vốn đã ký vào Quy ước chống tra tấn của Liên Hợp Quốc từ năm 1988. Nhưng thế không ngăn họ tra tấn người dân nước mình. Lại còn vấn đề về chủ quyền quốc gia. Nếu luật pháp quốc tế vượt trên luật pháp quốc gia,
Làm sao một nước có thể bảo vệ người dân nước họ? Liệu sẽ còn là quốc gia nữa không nếu các chính phủ không thể thông qua luật đối lập với luật quốc tế? Mục tiêu thứ hai của người theo chủ nghĩa toàn cầu là để có giá trị tập thể. Người theo chủ nghĩa toàn cầu nói chung muốn có điều phối cấp quốc tế để chống lại những nguy cơ toàn cầu như biến đổi khí hậu, chiến tranh, nghèo đói và bệnh tật. Một biện pháp mà họ muốn đạt được điều đó là thông qua công dân toàn cầu. Ý tưởng ở đây là chúng ta coi trọng sự nhân đạo chung trên tất cả mọi thứ khác. Người theo chủ nghĩa toàn cầu nghĩ rằng khi là một công dân toàn cầu, chúng ta sẽ cảm thông hơn với người khác, bất kể chủng tộc, tôn giáo, dân tộc hay nguồn gốc. Không chỉ học giả và người trong chính quyền là có quan điểm lạc quan tới vậy về chủ nghĩa toàn cầu. Ông lớn công nghệ như Facebook cũng đang tìm cách để quảng bá ý tưởng của họ về các giá trị tập thể. Các giá trị tập thể như để sốt thịt nướng trên kệ sách. Trong tuyên ngôn Facebook 2017, nhà sáng lập Facebook Mark Zuckerberg tự hỏi làm sao có thể giúp mọi người xây dựng một cộng đồng đa dạng, thể hiện được giá trị tập thể và lòng nhân đạo chung. Giải pháp của anh ta? Thiết lập quy trình mới để công dân toàn thế giới tham gia vào quá trình ra quyết định tập thể. Bằng cách tìm tòi xem việc ra quyết định tập thể hiệu quả ra sao ở quy mô lớn. Cái đó trong thực tiễn sẽ như thế nào? Bằng cách thiết lập tiêu chuẩn cộng đồng, phản ánh các giá trị tập thể cho điều nên và không nên được cho phép làm. Điều này tất nhiên dẫn tới rất nhiều vấn đề. Có rất nhiều giá trị khác nhau ở mỗi xã hội bất kỳ. Đấy là còn chưa nói tới giữa các xã hội khác nhau. Ông lớn công nghệ như Facebook và YouTube biết điều đó, vì khi thiết lập tiêu chuẩn cộng đồng, họ phải làm sao cho phù hợp với giá trị của một số người này nhưng không phải với một số người khác. Nhưng ngay cả nếu chúng ta bằng cách nào đó khiến tất cả mọi người đồng ý các giá trị chung, vẫn có những vấn đề khác với phong trào toàn cầu này. Tôi sẽ giải thích sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Người theo chủ nghĩa toàn cầu tin rằng lợi ích của một thế giới chung nên vượt trên lợi ích của các nước thành viên. Kiểu như điều tốt đẹp nhất cho số đông người nhất ở cấp độ thế giới. Nhưng ai quyết định điều tốt đẹp nhất là gì? Và làm sao để buộc họ chịu trách nhiệm? Người phản đối chủ nghĩa toàn cầu cho rằng có sự thiếu trách nhiệm trong giới tinh hoa theo chủ nghĩa toàn cầu, dù là ở cấp chính phủ hay khối tư nhân. Hãy lấy ông lớn công nghệ làm ví dụ. Như tôi nói khi nãy, các công ty công nghệ lớn nói về các giá trị tập thể, nhưng họ cuối cùng lại quyết định các giá trị đó là gì. Các công ty công nghệ thực sự có chủ quyền với không gian mạng của họ. Họ không chỉ quyết định quy tắc là gì, mà còn thực sự tạo ra chúng từ đầu. Họ là kiến trúc sư. Họ điều chỉnh thuật toán. Họ sở hữu dữ liệu. Họ quyết định làm gì với chúng. Hậu quả là họ thực hành một mức độ chủ quyền, khiến cho người ta rất khó hiểu động cơ kinh doanh của họ và nghĩ về cách người nào đó có thể ra quyền chế định. Nếu các chính phủ đơn lẻ không thể giám sát công ty công nghệ lớn thì ai sẽ làm? Khách hàng ư? Cổ đông ư? Hay Krispy Kreme? Điều này trở thành vấn đề ngày càng lớn khi ngày càng nhiều người phụ thuộc vào lượng nhỏ công ty công nghệ để làm ăn kinh doanh và kiếm sống. Nếu công ty của bạn chủ yếu sử dụng Facebook, thì bạn phải tuân thủ quy tắc của Facebook, nếu không bạn sẽ mất kế sinh nhai. Lại còn vấn đề về những người có quyền đang quản lý các định chế toàn cầu. Để thấy một số vấn đề về quản trị toàn cầu, chỉ cần nhìn vào Liên Hợp Quốc thôi. Liên Hợp Quốc đáng ra phải là cơ quan mà các quốc gia trên thế giới có thể gặp nhau và giải quyết khác biệt để không phải viện tới chiến tranh. Nghe thì có vẻ tốt. Và đã có những trường hợp các quốc gia giải quyết bất đồng thông qua Liên Hợp Quốc. Nhưng Liên Hợp Quốc cũng tạo ra rất nhiều tranh cãi vì tham nhũng rất nhiều. Đấy là còn chưa kể tới việc tổ chức này bị các nước chuyên chế thao túng. Cứ lấy Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc làm ví dụ. Một số nước lạm dụng nhân quyền ghê gớm nhất lại có chân trong hội đồng đó, như Nga, Trung Quốc và Cuba. Thế chẳng khác nào Hội đồng Dinh dưỡng Quốc tế lại được quản lý bởi Krispy Kreme vậy. Nếu muốn biết thêm về Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, hãy xem tập chúng tôi làm về chủ đề này. Tôi sẽ để lại đường dẫn ở phần bình luận bên dưới. Tổng kết lại, chủ nghĩa toàn cầu là hệ tư tưởng tìm kiếm các giải pháp toàn cầu để giải quyết các vấn đề toàn cầu, nhưng cũng cho phép một nhóm nhỏ người vô trách nhiệm vận hành thế giới. Vậy bạn lựa chọn thế nào? Hãy cho chúng tôi biết trong phần bình luận bên dưới. Và nếu bạn thích chương trình thì xin nhớ, chúng tôi không thể duy trì nếu thiếu ủng hộ trực tiếp từ khán giả.
Truy cập patreon.com/americauncovered và ủng hộ $1 hoặc hơn cho mỗi tập để giúp chúng tôi duy trì chương trình. Bấm vào đường dẫn dưới đây. Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Cảm ơn đã theo dõi Hoa Kỳ chưa tiết lộ.